Xin chào các bạn, hôm nay tôi lại tiếp tục cái loạt bài hướng dẫn về sử dụng Docker. Thì bữa nay tôi sẽ đi hướng dẫn các bạn, giới thiệu cho các bạn về một cái thành phần của thằng Docker, đó là Dockerfile. Thì để tìm hiểu về Dockerfile thì các bạn có thể vô cái trang doc.docker.com và các bạn search cái Dockerfile. Đó thì các bạn sẽ vô cái phần Dockerfile reference này. Đó thì đây là cái nơi mà chứa cái tài liệu mà liên quan đến cái thằng Dockerfile này. Thì Dockerfile thì ở đây là nó giải thích là Docker có thể build ra các image một cách tự động bằng cái việc đọc các hướng dẫn từ một cái file Dockerfile. Rồi nó giải thích ở đây là Dockerfile là một cái tập tin mà chứa tất cả các lệnh mà một user có thể gọi trên command line để mà lắp ráp để mà build ra một cái image. Đó, bằng cách sử dụng cái command là Docker build thì user có thể tự động tạo ra một cái build tự động mà thực thi một vài cái hướng dẫn trong một cái trật tự liên tiếp. Đó thì các bạn có thể đọc về cái khái niệm giải thích của thằng Dockerfile ở đây. Đó. Thì tuy nhiên là cái cách mà giải thích của nó ở đây thì nó hơi rườm rà, thì tôi sẽ tóm tắt lại cho các bạn như sau. Thì đây, tôi sẽ giải thích ở trong cái file này. Thì Dockerfile thì nó là một cái tập tin mà chứa tất cả các lệnh với các hướng dẫn để mà build ra hay là để mà lắp ráp ra được một cái Docker image. Đó thì các bạn chỉ cần hiểu cái Dockerfile đơn giản như vậy thôi. Rồi theo là cái cách sử dụng của cái Dockerfile này. Thì đây, đây thì nó cũng có giới thiệu cách sử dụng này. Thì cái Docker build command thì chúng ta sẽ build ra được các image từ một cái Dockerfile và một cái content. Thì ở đây nó có giải thích cái build content này, tức là chúng ta có thể hiểu là ở đây nó giải thích là cái content này là một tập hợp các file ở một cái vị trí xác định ở trên cái đường dẫn hoặc là cái URL. Thì path thì các bạn có thể nó là một cái thư mục ở trên cái local máy của các bạn. Rồi cái URL thì có thể là một cái đường dẫn tới một cái git repository. Thì cái cách giải thích của nó ở đây thì cũng hơi rườm rà, thì tôi có giải thích ở trong cái file này như sau. Đó, tôi sẽ tóm tắt lại ở trong này như sau. Thì Docker thì nó sẽ build ra các image một cách tự động bằng cách là đọc các hướng dẫn từ một cái Dockerfile. Với này bằng cách là sử dụng cái lệnh Docker build để build ra các image. Rồi cái Docker build cái câu lệnh Docker build command này thì nó sẽ build ra các image từ một cái Dockerfile và một cái context, một cái bối cảnh, một cái nội dung nào đó. Thì cái context ở đây tức là các bạn hiểu đơn giản là các bộ source code của các bạn này, rồi các thư viện, rồi các môi trường vân vân. Đó thì đó là các bạn hiểu đơn giản nó là cái context. Đó, context là cái source code, cái environment, rồi cái các thư viện vân vân. Đó thì các bạn có thể xem ở cái bình minh họa này. Đó thì đây là cái Dockerfile này. Rồi sau đó thì các bạn sẽ dùng cái lệnh Docker build để build ra cái Docker image. Rồi sau đó để mà chạy được cái Docker image này thì các bạn sẽ dùng lệnh Docker run để mà run lên cái Docker container. Đó, thì như vậy năm nay tôi đã giới thiệu cho các bạn về Dockerfile, thì tôi xin tạm dừng video hướng dẫn của tôi tại đây. Ở buổi tiếp theo thì tôi sẽ đi hướng dẫn các bạn viết một cái Dockerfile đơn giản, và tôi sẽ hướng dẫn các bạn viết một cái file Dockerfile đơn giản để mà chạy một cái static web với lại Dockerfile. Thì tôi xin hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo.